mẹ của người yêu mình à, với nói là cái bộ mic này kết hợp với loa này thì hát nhẹ hơn cả cái loa 5 tấc đang sử dụng ở nhà luôn. À, với xin chào tất cả mọi người. Một chiếc loa karaoke chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ nghe nhạc hay được. Và một chiếc loa nghe nhạc thì không thể nào karaoke hay được. Nhưng mà cách đây 2 ngày thì với một chiếc bí mật ở đây, mình đã phát hiện ra một sự kết hợp và giống mình vui giống như là mới tìm ra lửa vậy đó các bạn. Đó, cách đây 2 ngày nha. Và ngày hôm nay mình đang có mặt tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, có thể là chàng rể tương lai ở mảnh đất này. Đó, rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên đây và tham khảo về cái bí mật này nhé. Trong đây là một cái bộ combo gồm loa và bộ micro rời và nó riêng với chiếc loa đó. Đấy, và nó có thể kết hợp với nhau tạo ra điều kỳ diệu nhé. Vô, một chiếc loa nghe nhạc hay thì chắc chắn không karaoke hay được. Mình nói cho mọi người cái lý do nhé. Trong một cái loa, một cái cấu hình loa như thế này có một cái bass sub, thì cái loa bass này nó phát ra cả tiếng nhạc và cả cái tiếng lời luôn. Mà trong một cái bản nhạc thì nó có là âm trầm nè, âm trầm, âm trung và âm cao. Những cái loa nào á, mọi người thấy những cái loa Agnos mà bên mình hay kinh doanh á, thì nó sẽ chuyên về karaoke. Nên mọi người nghe cái tiếng giọng hát chúng ta rất là sáng, rất là thoải mái và nhẹ hơn. Lý do tại sao? Nó không làm, hãng không có làm cho cái tiếng bass khi chúng ta nghe nhạc quá sâu đâu. Nghe nhạc ở mức vừa nhưng mà nó sẽ dồn hết tất cả mọi thứ về cái tiếng âm trung là tiếng giọng của chúng ta. Nên mọi người nghe cái tiếng ca nó rất là nhẹ và bay hơi và tiếng vang rất là tốt. Còn cái dòng loa Boss Quinet này thì cái tiếng sub khi nó nghe nhạc rất là sâu. Nên cùng một cái loa này mà nó đánh tiếng sub sâu, nó khi đó nó sẽ kéo luôn cả cái tiếng giọng chúng ta, nó sẽ bị kéo xuống luôn. Đó, và ngày hôm nay tại sao mình lại nói là mình giống như mình mới tìm ra lửa. Mình đã tìm ra một cách khắc phục được điều đó để chúng ta có thể vừa nghe nhạc hay, tại vì cái này nguyên bản nó đã nghe nhạc hay rồi. Đó, và nhất là những cái dòng nhạc mọi người nha. Ví dụ như những dòng nhạc trẻ mà tiết tấu rất là nhanh thì đây không phải là cái ưu điểm của dòng loa này. Còn ưu điểm của dòng loa Boss Quinet phiên bản năm 2021 đó là chúng ta nghe những cái nhạc vàng, những cái nhạc tiết tấu chậm, bass mềm và sâu. Mọi người nghe hiểu cái tính chất của nó nha. Kiểu bass mềm và sâu chứ không phải là kiểu bass chắc. Bass mềm và sâu, tiết tấu chậm, nhẹ nhàng. Đó, thì đó là một cái sở trường của nó. Nếu mà trong tất cả các loa đại cụ loa bên mình ở tầm giá dưới 7,5 triệu, tất cả các loa luôn á chứ không phải là dưới 7,5 triệu nữa, nếu chúng ta nghe nhạc ở không gian phòng thì chắc chắn dòng loa Boss Quinet này nghe nhạc sẽ hay nhất. Nhưng mà nếu mà karaoke hay nữa thì như thế nào? Có thể đây là một cái sự kết hợp mà rất là độc đáo ở trong năm 2021 này mọi người nhé. Ok, rồi chúng mình giới thiệu sơ cho mọi người những ai mà chưa có biết về dòng loa Boss Quinet này nhé. Đây là nguyên thùng nguyên chiếc, này là sản xuất tại Trung Quốc luôn mọi người. Đó, rồi ok, đây là cái cấu hình nè. Hồi nãy mình vừa đi chung với nhà người yêu mình á, đi ra ngoài biển hát luôn rồi. Nó vẫn còn cát luôn mọi người nè. Đem ra đi hát vẫn cát luôn nè. Đó, thì mẹ của người yêu bên mình á, mẹ của người yêu mình với nói là cái bộ mic này kết hợp với loa này thì hát nhẹ hơn cả cái loa 5 tấc đang sử dụng ở nhà luôn. Bởi vì cách đây khoảng hơn một năm thì mình có gửi cho mẹ của người yêu mình một cái loa bass 5 tấc. Đó. Và đó là mình rất là thích loa đó nhưng mình mới gửi, nhưng mà mình không có tiện nói tên đây. Đó. Nên là mà hát cái mic này nó còn nhẹ hơn cả cái bộ mic đó nữa. Tí mình sẽ thử cho mọi người lý do vì sao nha. Ok. Rồi đây. Năm 2020 thì hãng Boss có ra một cái loa Boss Quinet, thì cái này mặt lưới nó bằng sắt. Đó. Còn ở đây màu đen. Còn năm 2021 thì cái mặt lưới nó màu, nó ở đây bằng gỗ mọi người nè. Nó sẽ chia ra những cái khung này, hai loa chung mọi người nè. Và hai cái loa chép. Ở đây mọi người, mình nhấn lại cho mọi người xem nè. Đó, hai loa chung nè. Hai loa chung. Đây là hai loa chép nè. Và đây là một cái bass sub nè. Ở đây thì bằng gỗ và ở đây nó làm bằng vải theo cái kiểu thiết kế tân thời hiện đại. Đó, thì nhìn nó sẽ sang hơn. Đó, là hơn là kiểu sắt thép. Ok. Rồi. Và đây thì nó có hai cái nút chỉnh như thế này. Thì rất là nhiều người luôn mọi người. Khi mình ra mình hát ngoài biển, rất là nhiều người hát loa nhìn cái loa này luôn. Tại vì hầu như là ở gần đó là loa công suất lớn không à. Mà cái loa này rất là nhỏ nhưng mà nhìn thấy nó rất là đẹp, dễ thương. Đó, rất nhiều người tới hỏi ủa cái loa này mua đâu mà đẹp như vậy. Thì mình thấy có lẽ là dòng loa này nhìn nó tân thời. Cái kiểu thiết kế nó nhỏ gọn thôi mọi người. Còn cái kiểu thiết kế này không phải là tân thời đâu, mà kiểu nó giống cái đài radio. Nhiều chú có nói là cái này giống cái đài, nó nhìn nó cổ điển. Nếu mà để những cái không gian mà nó xưa xưa một xíu thì mình nghĩ nó sẽ hợp hơn. Ok.
đằng sau của nó mọi người. Đằng sau của nó là nó có riêng về những cái về guitar mọi người nè. Riêng về guitar. Ok. Rồi, chúng ta không có nói sâu về vấn đề này ha. Chúng ta nói đến cái sự kết hợp mà tại sao nó lại hợp như vậy. Ok, đây. Ở cái loa này mọi người nó có hai chế độ, một là chế độ outdoor, hai là chế độ indoor. Indoor là để chúng ta nghe nhạc sâu ở trong phòng. Còn outdoor thì nó sẽ nâng tiếng trung và tiếng chép lên. Khi mình bật cái loa này qua chế độ outdoor mọi người, nó sẽ tắt bớt đi cái tiếng sấp này và để chúng ta hát karaoke dễ hơn. Và đây mọi người, đây là sự kết hợp. Và mình cũng kinh doanh cái mic này lâu rồi nhưng mà mình chưa bao giờ kết hợp với cái này. Vì lâu bây giờ mình cứ thử những cái bộ mixer xem thử nó như thế nào, nhưng mà nó cũng không quá được cái sức mong đợi của mình, nên mình chưa có giới thiệu đến cho mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay, cách đây 2 ngày nha, thì mình đã thử cái bộ mic này vào đây, thì nó làm cho nó thay đổi rất là nhiều luôn. Và mình hiểu là cái lý do đó mọi người nè. Một cái mic đó mọi người, sau một thời gian kinh doanh mixer và kết hợp những cái bộ mixer, micro rồi vào những cái lo JBL, lo Sony, lo Samsung, mình thử, mình đã quay ra nhiều cái video cho mọi người xem đó, thì mình hiểu cái micro nó chỉ quyết định được khoảng 40% để chúng ta hát hay thôi. Còn 60% còn lại đó là cái bộ xử lý tín hiệu của cái loa. Chứ không phải có nhiều người, cô chú anh chị đó, là nghĩ là ô, tôi giờ tôi đổi cái mic hay là nó hay, đổi một phần trong cái mic này hay là nó hay. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn cái quan trọng là cái bộ xử lý tín hiệu đây. Micro nó chỉ đưa cái tín hiệu vào thôi. Còn trong đây nó có bộ xử lý tín hiệu. Bộ nào mà nó vang và nó nhại tốt, nó mượt tiếng thì nó sẽ vô hay hơn. Rồi đây, cái mic này là mic riêng nguyên bản của loa đây mọi người. Còn đây là bộ mic MTK, model là 1A. Ok. Cái bộ mic này là 1.390.000 mọi người, có 2 mic. Còn loa này là 5.350.000. Đó, là lỗi 1 đổi 1 cho 1 tháng, bảo hành 1 năm tận nhà thành phố Hồ Chí Minh nha. Quảng cáo nó rõ luôn thôi. Ok. Bộ mic này đó mọi người thì nó có cái ưu điểm đó mọi người. Bộ mic này nó không phải là quá xuất sắc, nhưng mà đối với bộ này thì nó hợp. Tại vì nó có sẵn vang mọi người nè. Nó có 5 mức vang, 1, 2, 3, 4, 5 mức vang. Ok. Thì cái loa này á, echo nó hơi yếu, delay nó cũng hơi yếu luôn đó. Nên là bộ này nó hỗ trợ vào là tiếng nó hay hơn rất nhiều. Để mình thử cái mic mọi người nha. Đây là mic zin của nó nè. Đây là mic zin của loa Box Mini S nè. Alo, mọi người nghe tiếng vang, để tiếng ai nghe và thử. 1 echo mức cao nhất là 16 nè, mình sẽ tăng hết cỡ. Delay mức cao nhất là 30 nè. Alo. 1 2 3. Đây là âm lượng 8/16. 1 2 3 4 5 6. Delay hơi nhiều, mình thử bớt lại xíu. Cái này là mid zin nha. Alo. 1 2. Mình để cách xa khoảng 10 cm. 1 2 3 4 5 6. Tí mình sẽ thử cái mic kia nha. 1 2 3 4 5 6, 22 cm nè. Mình để lên xíu. Alo, 1 2 3 4 5 6. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái mic này. Nó hỗ trợ tiếng vang thì nó sẽ phù hợp như thế nào nha. Mình sẽ để bớt âm lượng thôi. Còn cái này khi chúng ta tắt âm lượng phải có mic vô chúng ta mới chỉnh được mọi người nha. Alo. Ở đây. Âm lượng là 8 ha. Alo. Đấy. Cái này nó đang echo là 5 mọi người nè. Alo, 1, 2, 3. Mọi người đeo tai nghe vào và nghe thử nha. 1, 2, 6, 7. À, ok, cái này mình hơi dương delay à. Khi mà chúng ta tăng cái echo lên tới 5 á, thì chúng ta để delay echo đây ít thôi mọi người. Mình sẽ thử cho mọi người cái mức mà mình chọn nha. Echo chỉ để khoảng 10, delay để khoảng 15 thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vâng, nghe được tiếng sáng của cái loa mà 6, 7. Cái mic mọi người nè, mình để cách xa đây, 1, 2. Để cách xa 22 cm nè. Âm lượng của micro đó là 9, 10. Này là 12/16 rồi nè. Cảm giác trong em lúc này chẳng sáng yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã tìm thôi xuống lòng. Đó là mình thử một khúc demo mọi người nghe thử nhé. Đó chứ ở đây hát mà to là ảnh hưởng mọi người. Đó là mọi người đang tập thể dục ha. Đó là cái phần micro mình đã giải quyết cho mọi người nha. Còn ngày hôm nay mình sẽ test thử cái không gian ở ngoài, không gian trống mọi người nè. Hồ. Đây là hồ ở Xuyên Mộc mọi người. Ở đây dưới đây là công viên khóa. Ok, nghe thử nha. Một cái bài này.
mọi người đeo tai nghe nghe thử cảm nhận nha. Yeah, đúc này lại luôn. Rồi mình sẽ hết âm lượng đây. Đó. 60%. Bảy mươi lăm phần trăm. Đang là tiếng Indo. Này là trầm nhiều nè. Yes, I'm gonna dance. À, ok, hồi nãy có khách gọi á nên ba cuộc nữa mình phải nghe. Xin lỗi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ thử mọi người nghe bài Cánh Hồng Phai. Alo, alo, 1, 2, 6, 7. Hồng Phai hương sắc theo ngon theo những ngày xa. Cuộc tình đi qua trong em mặn mà tiếng người trái tim nhập lại từng ca rụng rơi nặng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dùng ngàn tiếng vơi nhấp thế là. Nãy giờ mình đã chia sẻ cho tất cả mọi người những điều mình biết về dòng loa Boss Quiet này rồi. Bây giờ mình sẽ báo giá để cho tất cả quý vị anh chị ai muốn quan tâm dòng loa này thì sẽ biết rõ nha. Loa Boss Quiet đó, giá của nó là nguyên bộ của nó là 5.350.000 đồng. Thì nó bao gồm là một loa nè, hai micro như thế này, một cái bộ nguồn sạc đó, một cái dây quai đeo, một cái jack hai đầu 3.5 đó. Rồi chế độ bảo hành là lỗi một đổi một trong một tháng mọi người nha, với điều kiện là loa giữ nguyên thùng nguyên kiện mới. À, còn bảo hành là pin 6 tháng, micro 6 tháng và loa là 1 năm. Nếu quý vị và các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Gula sẽ có kỹ thuật đến bảo hành tận nhà chúng ta. Ok. Còn bộ mic đây là bộ mic MTK. Giá nguyên bộ của bộ này là 1.390.000 đồng. Đó, nó gồm hai mic rồi một cái bộ này, trong đây nó có một viên pin và có một cái dây sạc cho cái này. Bốn viên pin này, hai cái đầu bọc mút ở đây, hai cổ micro như thế này. Chế độ bảo hành như sau mọi người, lỗi một đổi một trong một tháng, bảo hành tận nhà thành phố Hồ Chí Minh 12 tháng. Còn bảo hành là 12 tháng là cho các quý vị các bạn ở tỉnh nha. Ok, nếu mọi người mua combo bộ loa này và bộ mic này thì Gula sẽ tặng cho người một cái jack, dây jack rất là hay mọi người, là như hình sau nha, mình không có đem đây. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người có những thắc mắc có thể liên hệ số hotline của Gula 0977 287 533, có thể kết bạn Zalo luôn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu quý vị các bạn muốn test thử có thể đến trực tiếp địa chỉ số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.